Kính thưa mọi người, về với buổi khai giảng của chúng ta hôm nay có rất nhiều các vị khách quý. Chúng ta cùng nhau bấm một tràng pháo tay chào đón cha cố Gregorio Nguyễn Quý Thục đến từ giáo phận Đà Lạt. Chúng ta cùng bấm một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha Giuse Nguyễn Công Thương, trưởng ban giáo lý giáo hạt Ba Lan. Xin được chào đón cha Paulo Ngô Đức Vương, phó ban giáo lý giáo hạt kiêm thiếu nhi thánh thể giáo hạt Ba Lan. Xin được chào mừng sự hiện diện đầy yêu mến của quý cha trong giáo hạt Ba Lan. Xin mọi người đón một tràng pháo tay thật lớn dành tặng quý thầy phó thế, quý thầy quý sơ trong ban giảng huấn. Xin một tràng pháo tay nữa dành cho quý ban hành giáo, các giáo sư cũng như các anh chị giáo lý viên, giáo sư Ba Lan cũng có mặt với chúng ta trong buổi khai giảng ngày hôm nay. Và đặc biệt, xin mọi người cùng đón chào gần 150 bạn học viên đến từ 7 giáo sư trong giáo hạt Ba Lan bằng một tràng pháo tay thân nồng nhiệt. Kính thưa cộng đoàn, và để cho chương trình khai giảng được diễn ra trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa, giờ đây tôi xin kính mời quý cha và toàn thể mọi người chúng ta đứng lên để cầu xin ơn Chúa thánh thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa ngôi ba với nghe lời con thiên thờ, tình thương mẹ đã phụ con ngày đêm, gần thân xa hồn tràn lan ơn thiên. Và thân mến, khi những cánh vương hồng nở rực cả bầu trời báo hiệu mùa hè đã đến, đó cũng chính là lúc các bạn học sinh chia tay mái trường sau những ngày đè sách miệt mài. Mùa hè đến là thời gian các bạn học sinh được nghỉ ngơi, lấy lại sức cho những chặng đường tiếp theo. Thế nhưng hôm nay các bạn tham dự viên đã gác lại chuyện nghỉ ngơi để quy tụ cùng nhau về đây. Có lẽ hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với các bạn tham dự viên, vì sau khi chia tay mái trường xã hội, các bạn lại được cùng nhau quy tụ trong ngôi trường giáo lý đức tin và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Đức Kitô qua việc học hỏi giáo lý của Ngài. Như chính Ngài đã nói: "Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Vâng, và được sự hướng dẫn của Đức Cha giáo phận, quý cha hạt trưởng, quý cha trong giáo hạt, quý thầy quý sơ trong ban giảng huấn cùng toàn thể mọi người, hôm nay các bạn tham dự viên được quy tụ về đây để cùng nhau học hỏi giáo lý và chia sẻ với nhau sứ vụ và tầm quan trọng của giáo lý viên trong thời đại ngày hôm nay. Với chủ đề giáo lý viên củng cố sự nghiệp công, chúng con lại càng hiểu rõ hơn sứ mạng của mình. Và để thể hiện niềm vui đó, giờ đây con xin kính mời cộng đoàn cùng hướng lên sân khấu để cùng thưởng thức vũ khúc bài ca hiệp hành đến từ các bạn giáo lý viên giáo xứ Ba Lan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một tràng vỗ tay nữa, cảm ơn các bạn nào. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ban giảng huấn như là những người truyền lửa nhiệt huyết và tri thức cho các bạn tham dự viên. Chính vì điều đó mà ban giảng huấn được ví như linh hồn của khóa đào tạo để hướng dẫn các tham dự viên. Giờ đây con xin được trân trọng giới thiệu thầy Anton Lưu Văn Nguồn, đại diện của ban giảng huấn, có đôi lời phát biểu. Con xin được trân trọng kính mời thầy. Giáo lý giáo hòa, quý cha, quý thầy có tế, quý sư và quý thầy trong ban giảng huấn, quý hội đồng phục vụ, các giáo sứ trong giáo hoàng, các bạn học viên rất thân mến. Trong bầu khí vui tươi của ngày khai mạc có đào tạo giáo lý viên hôm nay, chúng con nhớ đến bài hát sinh hoạt mà nhiều thế hệ đã thuộc lòng rồi. Vì Đức Kitô chúng ta về đây, vì Đức Kitô chúng ta học hành, vì Đức Kitô cùng nhau gắn sức, mong cho danh Ngài càng thêm sáng tươi. Vâng, chính Đức Kitô là nguyên lý trong cuộc gặp gỡ hôm nay, cũng là đích điểm của mọi hoạt động của mỗi Kitô hữu ích, cách đặc biệt với những bạn trẻ đang và sắp trở thành giáo lý viên. Thì vai trò và vị trí của Đức Kitô lại càng được thể hiện rõ hơn nữa qua sự chọn dẫn thân trôi gọi trở thành giáo lý viên. Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị đã từng nói, giáo lý viên là người chia sẻ sứ mạng của Hội Thánh. Sứ mạng quan trọng nhất đó là giao giảng tin mừng. Mà giao giảng tin mừng là gì? Nếu không phải là giao giảng về chính Đức Kitô, giao giảng về Đức Kitô cho người khác được không? Nếu không có kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ Đức Kitô qua cầu nguyện, tìm hiểu về người, cùng hòa mình vào nhịp sống nhiệt thành của mẹ giáo hội, giáo lý viên lại trở thành cầu nối cho sự nhiệt thông giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa. Để làm được điều đó, giáo lý viên trước tiên phải củng cố sự nhiệt thông của mình. Theo đó, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse, giáo phận, Ủy ban giáo lý giáo phận đã tổ chức khóa đào tạo giáo lý viên hè 2023 tại các giáo phận. Theo chương trình chung của giáo phận, khóa đào tạo giáo lý viên tại giáo phận Ba Lan diễn ra từ ngày hôm nay 19 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2023. Được chia thành hai phần. Phần 1 là đào tạo giáo lý viên cấp 1 và cấp 2 từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 6. Phần 2 là sa mạc đào tạo huynh trưởng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Thành phần tham dự gồm có 145 học viên đến từ 7 giáo xứ trong giáo mạc, được chia thành hai khối. Khối 1 gồm có 96 học viên, được chia thành hai lớp. Khối 2 có 59 học viên. Các học viên sẽ được tham gia học và đào sâu các nội dung tin thánh, cử ước, tân ước, tín lý căn bản, lịch sử cứu độ, sư phạm giáo lý. Tổng số tiết học là 53 tiết. Trong thời gian học, các học viên sẽ được tạo điều kiện tối đa cho việc tìm hiểu đào sâu kiến thức, thực tập đứng lớp, thực hành việc cầu nguyện, hầu giúp các bạn bé về sâu trong đời sống đức tin và phát huy các kỹ năng truyền đạt kiến thức. Về phía ban tổ chức, có cha hạt trưởng Giuse làm trưởng ban, cùng cha đặc trách giáo lý, cha đặc trách thiếu nhi thánh thể giáo mạng, quý cha trong giáo bạc, ban thường vụ ban ngành giáo xứ xứ Ba Làm, ban giảng huấn gồm có cha đặc trách giáo lý, cha đặc trách thiếu nhi thánh thể giáo mạng, bảy chủ sinh của giáo phận ba nước tu giáo lý thánh giá Thanh Hóa. Kính thưa quý cha, thầy phó tế, quý hội đồng phục vụ, các giáo xứ trong giáo hoàng, trên đây là những nét chính yếu của báo huấn luyện. Chúng con xin trình lên quý cha và quý hội đồng phục vụ giáo xứ, kính xin quý cha và quý vị hướng dẫn, giúp đỡ và tiếp lời cầu nguyện để chúng con đạt được nhiều kết quả tốt trong khóa huấn luyện này. Thay lời cho anh giảng huấn và toàn thể các bạn học viên, con xin chân thành cảm ơn cha hạ trưởng, quý cha, quý hội đồng phục vụ đã luôn ưu ái ưu tiên cho công cuộc đào tạo này. Chúng con được khích lệ hơn nữa qua sự hiện diện đầy tình yêu thương của quý cha và quý vị trong ngày khai mạc hôm nay. Kính chúc cha hạ trưởng, quý cha và quý hội đồng phục vụ, các giáo xứ, các học viên luôn được mạnh khỏe, an vui trong tình yêu của Đức Kitô. Con xin cảm ơn và xin biết lời.
Kính thưa cộng đoàn, đã là một tổ chức thì không thể thiếu những nội quy. Điều đó giúp cho chúng ta tham gia hoạt động một cách hiệu quả và chất lượng hơn. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu cha Giuse Nguyễn Công Cương, trưởng ban giáo lý giáo hạ sẽ lên công bố nội quy của khóa đào tạo. Con xin được trân trọng kính mời cha. Con xin được công bố nội quy của khóa đào tạo giáo lý viên. Nội quy khóa đào tạo giáo lý viên. Học viên tham gia khóa đào tạo phải tuân giữ những quy định sau: một, có tinh thần đạo đức tham gia các giờ kinh nguyện, giờ suy niệm, giờ trầu và thánh lễ hàng ngày; hai, tôn trọng giảng viên, khiêm tốn, vui vẻ, đoàn kết và lịch sự với mọi người; ba, có mặt đúng giờ, tham dự trọn vẹn các tiết học, làm việc theo sự phân công của trưởng lớp, trưởng nhóm, nếu vắng mặt phải được phép của ban huấn luyện; bốn, ăn mặc lịch sự, đeo thẻ khi lên lớp và tham gia đầy đủ các giờ sinh hoạt chung; năm, nghiêm túc, trật tự, tiếp tục xây dựng bài, ôn bài, soạn bài, trả bài đầy đủ; sáu, tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích, không chơi bài, không dùng điện thoại và chất gây cháy nổ; bảy, giữ vệ sinh và bảo vệ tài sản chung; tám, tài sản cá nhân gửi cho ban huấn luyện. Học viên nào vi phạm các quy định trên phải chịu trách nhiệm trước cha phụ trách và ban huấn luyện. Nội quy đã được cha chủ tịch ủy ban giáo lý giáo phận phê duyệt. Thanh Hóa ngày 6 Thanh Hóa ngày tháng 6 năm 2023. Thay mặt ban giáo lý giáo phận, linh mục Tô Ma Bùi Y Cường. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha và chúng con hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt những nội quy đã được đề ra. Của quý cha, quý ban giảng huấn cùng toàn thể mọi người, giờ đây một bạn đại diện cho các bạn tham dự viên sẽ nói lên quyết tâm của các bạn. Xin kính mời. Quan tâm, giúp đỡ nhau, lắng nghe nhau,
4. Chúng con sẽ luôn hướng về hình ảnh người tôi tớ dấn thân, phục vụ và hết mình yêu thương mọi người đến cùng của Chúa Giêsu để làm động lực cho sự dấn thân, hầu thấm nhuần chân lý yêu thương như hành trang cho tinh thần tông đồ của người giáo lý viên, tuyên truyền chúng con. Kính thưa cho đọc trách giáo lý giáo hạt, quý cha và mọi người hiện diện, trên đây là những lời tri ân và quyết tâm của chúng con, những tham dự viên của khóa huấn luyện giáo lý viên, tuyên truyền giáo hạt Ba Làng hè 2023. Chúng con xin kính quý cha và mọi người hiện diện tiếp lời cầu nguyện, hướng dẫn, đồng hành và thương nâng đỡ chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân. Tất cả các bạn tham dự viên sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện những điều mình đã hứa để đáp lại cái sự quan tâm của quý cha cũng như mọi người. Kính thưa quý cha và toàn thể mọi người, để có được một chương trình đào tạo giáo lý viên quy mô và đầy ý nghĩa này, không thể thiếu sự cộng tác cũng như đóng góp của quý cha trong giáo hạt. Giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời cha Giuse Phạm Văn Duẩn sẽ đại diện quý cha trong giáo hạt có đôi lời tâm tình gửi tới quý cha và các tham dự viên. Con xin trân trọng kính mời cha. Kính thưa quý cha, thầy phó tế, ban giảng huấn, ban hội đồng phục vụ, ban giáo xứ và các bạn học viên rất thân mến, thay lời cho cha Hà và quý cha, thứ nhất là chúng ta hôm nay cùng với giáo phận hòa chung nhịp tập để khai mạc khóa đào tạo giáo lý viên huynh trưởng của giáo phận hay là đặc giáo hạt chúng ta, 145 học viên cũng như ban giảng huấn. Những gì chúng con vừa nghe ở nơi ban giảng huấn rồi nội quy cũng như quyết tâm của bạn học viên hay là chúng con, thời gian chỉ có nửa tháng, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 2/7, chúng con về đây học, trước tiên là học là kỹ năng sống, kỹ năng sống, rồi sau đó chúng con được gặp gỡ tất cả các bạn trong giáo hạt 7 giáo xứ, 145 học viên. Các cha không mong gì miễn là chúng con đoàn kết yêu thương. Chúng con đến chủ đề năm nay là củng cố sự hiểu thông. Giáo viên mà không hiểu không thì chắc chắn là chúng con phải không thể nào mà đứng vững trong một lớp học hay là hướng dẫn các em được. Vì thế này lời cho cha hạt trưởng ghi ra, thì trước hết là cảm ơn hội đồng phục vụ giáo xứ Ba Làng và bà con giáo dân đã quảng đại đón nhận các em trong giáo hạt về đây. Tuy là trời nóng bức rồi công việc rất nhiều nhưng là quảng đại của giáo xứ mẹ đón nhận tất cả các học viên để giúp đỡ các người em khác thay các cha ở các giáo xứ, đó là trong lo đời sống đức tin rồi đời sống vật chất cũng ăn chỗ ở. Đó là một trong những điều kiện mà giáo xứ Ban Làng đã quảng đại đón nhận và giúp đỡ. Cũng thay lời cho quý cha xin cảm ơn tất cả các con đã về đây để cùng chung chia tăng trở quý cha, sau này chúng con là nhân chứng của đời sống đức tin ở nơi các giáo xứ. Rồi cảm ơn ban giảng huấn đã vất vả chăm lo cho em hay các cha để giúp đỡ cho các cha ở giáo xứ huấn luyện cho đang trở nên những giáo lý viên của huynh trưởng tương lai cho giáo xứ của mình. Cái đầu tiên nữa là cảm ơn các giáo xứ đã cộng tác với ban giảng huấn, đó là con đời sống vật chất, vì như là giáo xứ Minh Khanh rồi giáo xứ Thượng Triệu cũng đã cộng tác vật chất, như cha trưởng ban giáo lý cũng đã nói với cha đó là giúp đỡ cái này kia lúa gạo rồi ngài còn gợi ý về Nghi Sơn sẽ giúp cái gì. Những Nghi Sơn thì không có gạo, không có lúa, cũng không có nước mắm Ba Làng nhiều rồi, thì cha sẽ cố gắng cộng tác với ban giảng huấn bằng con lợn. Trong tương lai thì mình sẽ thấy cho con lợn một là cũng có tiền hay là mà khi sẵn mang lên thì nó cũng là công tác thôi, công tác giúp với ban giảng huấn. Chúng con biết là một ngày
145 học viên phải lo ăn cũng rất là tốn kém. Cho nên là các cha sẽ, các giáo sứ sẽ chung tay xây dựng để sau xưa mà làm chúng ta mỗi ngày được tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn cha đọc trách giáo lý, rồi cha đọc trách giáo lý thì là chú nhiệm lãnh thầy ghi cha và ban giảng huấn đã thầy các cha giúp đỡ và chia sẻ cũng dạy dỗ cũng như là hướng dẫn các em trong nghỉ hè này. Thấy lời đó thay đổi cho cha cả, xin công bố khai mạc khóa đào tạo giáo lý viên hè 2023 với chủ đề củng cố sự hiểu thông chính thức bắt đầu. Xin cảm ơn. Chúng con xin được cảm ơn những tâm tình của cha đại diện giáo hạ dành cho các bạn tham dự viên. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, chúng ta đã đi gần hết cái buổi khai giảng ngày hôm nay. Và để thay đổi không khí thì con xin kính mời cộng đoàn cùng đứng lên sân khấu để chào đón một vũ khúc mang tựa đề Chúa nói với ta ra vùng ngoài biên do các bạn giáo lý viên giáo xứ Ba Làng thể hiện. Xin mọi người có một tràng pháo tay thật lớn để đón chào các bạn. Các bạn chúng ta đưa ra tay và vỗ tay theo nhịp điệu của bài hát. Bước ra đời xa xao, có ai đi cùng ta? Bước lên trên cao xanh, có đang bên kia an lành. Hãy xa từ ngoại biên, vẫn theo đường Chúa truyền. Ta chưa tìm nhân chứng, khi mà những lòng ta đã giữ vững. Chúa nói với ta ra từ ngoại biên, từ ngoại biên, từ ngoại biên. Em biết đâu lo buồn phiền, ta đi đi bắc trần gian. Thank you.
thiên. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta chúc mừng các bạn giáo lý viên giáo sư Ban. Anh thầy kỹ sư của các bạn tham dự viên. Tiết mục vừa rồi cũng đã kết lại chương trình khai giảng khóa đào tạo giáo lý viên giáo hạt Ban Lạc ngày hôm nay. Giờ đây con xin những người quý cha và cộng đoàn chúng ta đứng lên và cùng nắm tay nhau để hát ra bài ca đẹp nhất. Con xin kính mời mọi người. Xin hãy cho